Ồ, anh pha Indorex các bạn. Ui, lên vài 500 mấy luôn kìa. Rồi mình sẽ xây dựng cao lên phía bên trên. Con đó thì thấy nó bự quá cho nên mình sẽ làm 3 ô đi cho chắc. Xéo từ phía bên ngoài này vô để cho nó chạy lên phía bên trên. Sau đó thì nó rớt xuống phía bên dưới. Đúng rồi. Rồi bay lên một cái. Chạy thẳng vô nè. Vô nè. Vô. Ok, ngon ngon ngon. Cắn nhẹ nhẹ nó thử một cái coi. Cắn thử một cái coi. Đó, 1,5 triệu bạn. 1,5 triệu nha. Thêm một cái đi. Và máu nó đang tuột xuống dần 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 kìa. Còn mấy trăm máu thôi à. Nhanh nhanh mình vô mình rỉa cái. Đấy, cái rồi nó chết luôn rồi, và có đẻ trứng luôn. Đẻ cho mình 2 cái trứng rồi các bạn. Mấy con doctor đang phá cái bẫy của mình kìa. Và cái bẫy của mình tan nát luôn rồi. Nhưng mà cái quan trọng là mình đã có được một cái trứng bình thường với một cái trứng có thể ấp được các bạn. Ngon 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 nha.